Một thông báo từ văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ cho biết văn phòng của giám sát viên trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự và ghi danh vào chương trình CalFresh, chương trình WIC hoặc là gia hạn thêm chương trình Medi-Cal tại Thư viện Westminster trong ngày thứ Bảy, 19 tháng 8, từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, tại địa chỉ là số 8180 đường số 13, thành phố Westminster, California 92683. Chương trình này sẽ cho quà tặng cho quý vị. Tùy theo quý vị nào đến sớm thì sẽ còn quà. Quý vị có thể nhận được một thùng đồ ăn hoặc là tã diaper hay là một túi đeo lưng backpack. Và một lần nữa, vì quà tặng có giới hạn cho nên quý vị nào đến sớm sẽ có quà. Quý vị nào có những câu hỏi, thắc mắc, xin quý vị hãy gọi cho số điện thoại 714-834-3110. 714-834-3110.